Xin chào các bạn. Trong clip này tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về lệnh đối xứng trong Polygon. Nhưng ở trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng một số thuộc tính nâng cao hơn để chúng ta có thể vẽ cong các nhóm đối tượng này như thế này. Đầu tiên, chúng ta cũng cần phải vẽ ra một hình Polygon có 6 cạnh. Để chúng ta vẽ cong được, thì điều quan trọng nhất chúng ta tiếp tục kéo điểm này vào ngay chính giữa theo vị trí mong muốn của chúng ta. Sau khi chọn xong, chúng ta bắt đầu kéo các nhóm mũi tên tiếp tuyến để ra được các đường cong theo ý mình muốn. Ở khúc này, các bạn có thể làm theo ý muốn của mình. Vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu hồng cho đối tượng. Copy một đối tượng vô bên trong. Chúng ta sẽ tô màu Fountain Fill cho nó. Chúng ta sẽ chọn chữ là Radio và kéo giảm Midpoint này xuống. Bấm OK. Vậy là chúng ta đã được một đối tượng hình hoa như thế này. Tiếp tục, bây giờ tôi sẽ vẽ cái nhụy. Chúng ta vẽ một hình tròn. Tô màu vàng. Và cũng sẽ áp dụng màu Fountain Fill Radio. Và chúng ta kéo xuống một chút. OK. Và đưa đối tượng này vô ngay giữa. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ chiếc lá. Thì vẽ chiếc lá này tôi sẽ áp dụng công cụ Bezier để vẽ. Thì nếu các bạn nào chưa xem, các bạn có thể xem lại video clip hướng dẫn công cụ Bezier của tôi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cong. Ở bước này các bạn cũng làm tự do theo ý muốn của các bạn để ra được chiếc lá mà các bạn muốn. Vậy là tôi đã có một chiếc lá. Tôi tô cho nó màu xanh. Tôi sẽ nhân đôi lên và dịch chuyển một lớp ra. Và tôi sẽ cắt hai đối tượng này lại. Đối tượng này tôi sẽ tô màu radio. Và tôi sẽ tô màu xuống phía dưới. Tôi sẽ đưa đối tượng này đi lên phía trên. Ở bước này các bạn có thể chỉnh lại cho nó bám sát vô hình một cách đẹp nhất. Bây giờ tôi sẽ đưa đối tượng này vô hình hoa. Chúng ta sẽ xoay đối tượng cho nó theo ý muốn của mình. Các bạn nên nhớ, để chúng ta có thể xoay được thì ở đây chúng ta phải làm. Tôi sẽ cho đối tượng này đi xuống nằm phía dưới. Nhân đôi. Di chuyển tâm xoay và xoay 60 độ. Sau đó chúng ta sẽ chọn từng đối tượng lại và chúng ta chỉnh theo ý muốn của mình. Chúng ta chỉ cần chỉnh lại cho đẹp theo ý muốn của mình là được. Tới bước này các bạn có thể tự trang trí theo ý muốn của mình. Vậy là xong. Qua bài này, ngoài trừ thuộc tính và tính đối xứng của Polygon, chúng ta đã ôn lại về lệnh Bezier, lệnh Chim và cách bẻ cong các đối tượng. Xin chào và cảm ơn các bạn.